Hello, xin chào cả nhà nha. Đây trời cống mới bạn à. Cống này mới hoàn toàn nghe bạn. Đó. Có. Có bự. Xác xuống. Coi chừng. Có bự không nha. Có cái bự nha bạn. Trời ơi, cá đầu kiến khứ già luôn. Con quỷ. Con cá gì cá đầu kiến bạn ơi, khứ già luôn. Ở đồng cái tớ nói. Cá đầu kiến không. Đây luôn. Đâu. Đây là con quỷ. Ở đâu cái ốc. Cá đầu kiến chữ dần luôn bạn. Con khỉ quái. Con cũ con cá đầu kiến, con mới con cá đầu kiến nữa bạn. Cấu này mới nha bạn, cống mới nha bạn. Quan còn mới. Cũng là con cá gì. Ừ. Đồng cái bực. Quá khứ con cá này bạn. Cá khứ già luôn nha bạn. Điểm mới bạn. Điểm mạnh anh lên luôn nữa. Thử quá sống lâu năm có người dinh nữa nè. Điểm mới có cá bà dinh luôn bạn. À, thả cầu dính đi nhỏ còn gì để nó ra cha nổi có bạn luôn nha bạn, có bạn lợi luôn nha bạn, có gì đâu được con cá rồi tiếp tục nha bạn. Trời đẹp luôn bạn, còn do luôn. Chắc chài ngay miệng cống xuống chắc đủ có cá anh. Cái lầu kiến hả? Ừ. Chài đây đâm ra đâm gì không đây? Ừ, cá nhỏ nhảy. Cá phi có cá phi. Được một em cá phi nữa bạn ơi. Đó. Này. Đây đưa đây. Đâm đây. Ở đây. Nhảy nhảy. Anh lấy cái thùng đó đi. Nó dài quá vậy nè. Chài nó nhỏ. Để cái 5 kg. Đó. Mình đó chài đó nha bạn. Ồ đó. Quá đẹp. Quá dữ luôn mà. Chài nó tấm vội dữ à. Sáng giờ có gì chưa? Mới đi hả? Nay nước lớn rồi. Đi. Rồi mình tiếp tục luôn nha bạn. Đi trong này thì cỏ không bạn ơi. Cỏ xanh dần xanh dần. Chết. À, đẹp luôn. Ừ. Cái lỗ ngon luôn đó. Có gì mà nuôi. Rồi chạy đó không có bạn ơi. Tại vì chạy bên đó không im rồi. Có cá không cá. Dạ. Dạ chặt bạn. Lui vô. Lui vô cho nó ấp cái chạy vô. Bự không? Cái gì đâu? Rồi, không có luôn rồi. Rồi, tôi đi rồi. Không im luôn à. Rồi, tiếp tục bạn ơi. Tiếp tục chạy cá trên sông luôn. Ngon lành, ngon lành.
đâm chém nhiều. Em gu rồi. Cá dừa chà bá lửa luôn. Cá con không bạn ơi? Cá nhỏ nhỏ không? Bạn đóng mới nước chảy dữ dằn luôn bạn. Quá trời chảy luôn. Thấy ghê không bạn? Ồ, chỗ này ngon ngon các bạn. Chỗ này đứng giải ngon rồi luôn. Này cũng có cái cống trong đó chảy ra nha bạn. Nãy thì nãy mình chạy phía bên đó nha bạn. Đó. Đổi hướng qua đây nha bạn. Dứt. Đợi lên đó kìa. Nằm. Đúng không nha, chỗ đầu cống đúng không? Dứt. Quá đẹp luôn. Ừ. Chỗ này ngon, có cá to to đâm không? Lui vô, lui vô. Rồi, rồi cá nhảy bạn ơi. Cái gì á? Ồ, cá già già không bạn ơi. Ôi ơi. Gì đứng không? Có. Bọc. Ủa bọc luôn hả? Có. Có bọc sẵn luôn nè. Ồ, vô bạn ơi. Cá già già không nè bạn. Đó, ngon lành. Ngon lành, có bọc sẵn luôn. Tặng luôn hả? Có bọc. Đây là trung tâm mà. Cục gì con mấy đường giải ngon. Chưa lắp lửa cá. Cá này ốm. Vừa là bộ đối nha. Đối. Vô bọc. Vô bọc. Bọc luôn. Hai em trà này cũng nhiều nha bạn, nhưng mà hai em thôi, bắt hai em, còn mấy em kia nhỏ nhỏ thả bắt tượng chân ha. Rồi tiếp tục nha bạn. Tiếp tục về ra miệng cống bạn ơi. Có luôn. Để, con cá rô phi kìa. Ở dưới á. Đó. Con cá rô phi đó. Có cũng được. Thả luôn. Rồi, tiếp tục bạn ơi. Ra đó chắc cày.
quá trời cây là tại vì nước lớn nó mới cây. Ừ. Hết ngày đâm rồi. Em không? Đúng rồi, hết rồi. Chết không hả? Rồi, em gô bà gù luôn bạn ơi. Không có em nào luôn. Trời, điểm mới nha bạn. Thì video mình kết thúc tại đây nha bạn. Cũng được mấy cá bạn ơi, trời có mới này. Thách các bạn ơi. Đó. Nè. Đó. Trời điểm mới, 3 cá rô phi, 2 cá rô kiến. Rồi. Được con này ngon nè. Rồi, tạm biệt bạn nha. Hẹn gặp lại bạn video sau nha bạn. Thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha bạn. Để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển. Rồi, tạm biệt các bạn nha.